Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cà phê số được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi ngày. Quý vị thân mến, dầu ăn và mỡ lợn là những loại nguyên liệu rất thông dụng trong nhà bếp đúng không? Nhưng mà đôi khi chúng ta cứ vô tư sử dụng mà không hề biết được những sự thật về chúng. Vậy thì bây giờ hãy cùng tìm hiểu với Cà phê số ngày hôm nay nhé. Câu hỏi đầu tiên, đố các bạn biết chất béo có vai trò gì đối với cơ thể? Cung cấp năng lượng, tạo năng lượng và hấp thu vận chuyển các vitamin tan trong dầu mỡ hay phát triển cơ? Đáp án là câu B. Theo tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, chất béo có vai trò quan trọng với cơ thể. Các nghiên cứu về dinh dưỡng cơ bản khẳng định chất béo trong khẩu phần ăn của con người có hai vai trò chính là cung cấp năng lượng và hấp thu vận chuyển các vitamin tan trong dầu mỡ. Vậy thì chất béo có trong những loại thực phẩm nào? A. Cơm, bánh mì, bún, phở. B. Trái cây. C. Thịt, trứng và các loại hạt. Đáp án là câu C. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chất béo có nguồn gốc động vật như mỡ, mỡ thịt, mỡ cá và thực vật như là dầu, tức là dầu có trong các loại hạt và loại quả. Đâu là cách ăn đúng? A. Không ăn mỡ lợn, chỉ ăn dầu ăn. B. Không dùng dầu ăn, chỉ dùng mỡ lợn. Và C. Dùng kết hợp cả dầu ăn và mỡ lợn. Cách ăn đúng là chúng ta nên phối hợp cả dầu và mỡ các bạn nha. Theo các bác sĩ, mỡ không gây béo hơn dầu thực vật như là bấy lâu nay chúng ta vẫn quan niệm, vì mỗi 1g dầu và mỡ đều cung cấp 9 calo như nhau. Với những người bình thường trong khẩu phần ăn hàng ngày nên cân bằng cả dầu và mỡ. Chuyên gia khuyên rằng tỷ lệ phối hợp lý tưởng nhất giữa dầu thực vật và mỡ động vật trong bữa ăn là 2:1, tức là 2 dầu và 1 mỡ. Câu số 4. Khi chiên rán ở nhiệt độ cao, tốt nhất chúng ta nên dùng A là mỡ động vật, B dầu đậu nành hay C dầu hướng dương? Đáp án là câu A nhé. Theo các chuyên gia, trong quá trình chế biến món ăn, những món cần chiên rán ở nhiệt độ cao thì nên sử dụng mỡ động vật. Còn nếu trộn salad hay xào bình thường thì có thể dùng dầu ăn. Tuyệt đối không dùng dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần, vì ở nhiệt độ cao chúng sinh ra chất độc có thể gây ung thư phổi. Vậy loại dầu nào không nên đun nấu ở nhiệt độ quá cao? Dầu vừng, dầu ô liu và hướng dương hay cả ba loại dầu trên? Đáp án là cả ba loại dầu trên luôn. Dầu làm từ vừng rang nếu đun nóng quá sẽ bị biến chất. Tốt nhất chúng ta dùng nó khi đã nấu nướng xong hoặc là chỉ để nêm nếm mà thôi. Dầu hướng dương do không chịu được nhiệt độ quá cao, bạn chỉ nên dùng loại dầu này khi chế biến các món ăn nhanh. Dầu ô liu thì dễ mất đi nhiều hương vị khi gặp nhiệt độ cao, vì thế chỉ nên dùng để trộn với salad, sấm hoặc thêm vào thức ăn của trẻ. Một chút kiến thức về nhà bếp sẽ giúp bạn đảm bảo sức khỏe của bản thân và những người xung quanh hơn. Hãy ghi nhớ mỗi khi vào bếp các bạn nhé!